Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Một nhân vật kế tiếp cũng rất là đặc biệt. Bây giờ nếu mà ai đã từng coi cái phim Dỗ Tổ Tiên Sinh từ năm 2007, năm 2007 là cái năm mà bắt đầu khởi động cái phương pháp dưỡng sinh, và có một cái cô mà nó bị bệnh mà xe cấp cứu đậu trước cửa nhà, nhưng mà quyết định phải theo phương pháp dưỡng sinh. Tức là bệnh cô rất là nặng, và mỗi lần á, không biết lúc đó nó cũng hên sao đó, mỗi lần cô kiệt sức á mà tự tay không bấm điện thoại nổi, phải nhờ người nhà bấm điện thoại rồi cầm cái điện thoại để cho nghe tôi nói chuyện, mà nghe mấy câu cái cô khỏe lại, cái cô ngồi dậy cô nói chuyện tiếp. Đó là cái chuyện rất là nhiều lần từ năm 2007. Thật ra cái chuyện này nếu mà kể nó gần giống như huyền thoại, nhưng mà đây là một cái sự thật chứ chẳng có huyền thoại gì. Rồi đó pháp danh là Thanh Lai. Bây giờ mời cô Thanh Lai ra trước Phật tử phát biểu. Và cô này đã chết đi sống lại hơn 20 lần rồi. Trong những lần mà chết đó thì vẫn nghe được tiếng của tôi sống lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cùng toàn thể các hiền đức tăng ni và chư Phật tử có mặt ở chùa Long Hương ngày hôm nay, con tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ánh Hoa, pháp danh là Thanh Lai. Năm nay con được 60 tuổi và hiện tại con đang trú ngụ ở số địa chỉ là E3 đường Thất Sơn, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Trước tiên, con xin đảnh lễ mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, cùng toàn thể các hiền đức tăng có mặt ngày hôm nay. Và con xin vô vàn tri ân thầy Tuệ Hải và tiên sinh Osawa, người đã trực tiếp hướng dẫn con để con trị bệnh, cái bệnh của con. Kính thưa quý Phật tử, nếu mà ở đây rất là nhiều Phật tử có mặt ở chùa Long Hương từ năm 2006, chắc có lẽ là quý Phật tử và quý vị hiền đức tăng ni đã biết đến con. Nói thật tình là xấu hổ vô cùng, một người bệnh rất là nhiều bệnh. Chắc có lẽ nghiệp chướng con quá nặng nề. Con là người bị bệnh ung thư. Mà con cũng có nhân duyên là trước khi con gặp thầy Tuệ Hải thì con đã theo Tây y. Và con bị bệnh ung thư tử cung, đã phẫu thuật rồi. Và lúc đó là đã di căn qua gan và thận trong thời gian rất là nguy cấp. Và cái bệnh của con nó diễn biến coi như là lục phủ ngũ tạng con là hoàn toàn hư hết, không còn một cái gì. Con bị cao huyết áp, hảo văn tim ba lá, động mạch vành, tim và phổi tiêu hết rồi. Rồi loét bao tử đến xuất huyết luôn, di căn qua gan và thận, coi như là không có còn để mà sống nữa. Lúc đó bác sĩ Tây y là phán con là một cái bản án tử hình rồi. Từ 3 tháng tới 6 tháng là con chết. Thôi đi về nhà đi, muốn ăn uống gì thì ăn. Kính thưa bạch thầy và quý Phật tử thương mến, thì năm 2006 đó con gặp thầy. Nói đúng ra là cũng có phước duyên là chính thầy trực tiếp hướng dẫn cho con theo phương pháp này. Mà cũng có phước duyên là mỗi lần mà con mệt đó, con gọi điện thoại qua là thầy bắt máy à. Bác máy nói chuyện nghe tiếng thầy tự nhiên con, mà con cũng như là có cái sự gia trì của thầy hay sao, cái đó con cũng biết mà con cảm nhận được rồi đó. Tức là cái người mà cảm nhận được á
Cái người nào mà trải qua những cái việc như thế này mới cảm nhận được cái lời nói của con. Tức là cái này con nói là chính thật tâm, và những cái việc hoàn toàn xảy ra đúng sự thật, không hề nói dối, không hề giọng ngữ. Kính thưa bạch quý liệt vị, con nghe tiếng thầy Đại Hải con khỏe lên, rồi con mới bạch thầy. Cái là diễn biến cái bệnh của con á, thầy biểu con về á là ăn gạo lứt với mè đi, trong vòng 10 ngày rồi cô trở qua. Kính thưa quý vị, con ăn số 7. Ngày thứ nhất con ăn được 1 chén cơm gạo lứt với mè. Ngày thứ nhì con ăn được có nửa chén thôi. Ngày thứ ba con ăn có một nắm tay giống như là xôi giò giò lại. Ăn có một nắm thôi, không ăn nổi nữa. Nhưng mà con vẫn kiên quyết là cố gắng để mà ăn. Thì đến ngày thứ ba là con đã tiểu ra máu rồi, nhưng mà con vẫn kiên trì. Đến ngày thứ tư thì nói thật chứ quý vị là ăn chỉ có một chút xíu rồi, không ăn được nữa. Ngày thứ năm, ngày thứ bảy vẫn kiên trì đến ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là hoàn toàn không ăn được nữa, là bắt đầu nó ói. Nó ói liên tục như vậy. Ói bắt đầu là nó ói là nói nước trắng, rồi từ từ xanh tới đắng miệng con, thậm chí đó, nó ói ra máu cục bầm đen luôn. Và đi tiểu đi tiêu toàn là máu không. Mới đầu máu bầm đen, sau bắt đầu tới lấy máu đỏ đỏ. Lúc đó con mệt lả lắm rồi, mà cố gắng để bấm điện thoại. Lúc đó là nhà con dùng điện thoại bàn, con cũng chưa có dùng điện thoại di động đâu. Con bấm điện thoại không có nổi, mới nhờ người nhà bấm dùng cái số điện thoại của thầy. Lúc đó là con mắt con, trước mặt con là một màu đen, không thấy gì hết. Con mới nhờ người nhà của con là ông xã con bấm số điện thoại của thầy dùng, mới nói chuyện với thầy. Thì thầy mới nói là cô cố gắng đi, trong vòng đừng có lấy cái gì cầm lại hết. Đó là nó sổ độc trong người của cô ra, chất độc ra đó. Nếu mà cầm lại thì không có được đâu. Cố gắng như vậy, đừng có uống cái gì cầm lại hết. Con cũng nghe lời thầy, ráng cố gắng chịu đựng. Mà thầy nói là đến ngày thứ tư cô sẽ hết ói thôi. Thì đúng như lời thầy nói, con rất là kiên trì. Đến ngày thứ tư là hoàn toàn nó không thấy ói nữa, không còn ói nữa. Mà lúc đó con lả người rồi, mệt lắm, không có chịu nổi. Người nhà con thấy con xót xa quá. Nói đúng ra là sau đó, đó thầy có gọi điện, con gọi điện qua, thầy cũng gọi điện hỏi coi sức khỏe con như thế nào. Thì thầy mới kêu là đi mua lão sân xăm rồi nước tương tâm đi. Lúc đó trong nhà con không có cái gì đâu, không có vụ đó, không có biết mà, thầy chỉ gì làm đó thôi. Rồi mua lão sân xăm, mua trà long lá long năm, rồi mua nước tương tamari về chưng lên, nước tương tamari về chưng lên rồi uống một ngày ba chén như vậy, từ từ sẽ khỏe lại. Mà thật sự là từ từ khỏe là thật. Rồi con chỉ uống nước cháo thôi, lúc đó thì không ăn cơm được, cho nên thầy mới nói là không ăn được thì nấu cái gạo lứt rồi hạt sen đậu đỏ vô, rồi nếu mà cô không ăn được thì uống cái nước cũng được. Thì kính thưa quý vị, lúc đó là con chỉ lấy nước uống thôi à, chứ không có ăn được. Mà ăn vô một muỗng á, một muỗng cháo á, một muỗng thì được, muỗng thứ hai là nói ra hết. Coi như cơ thể con không có dung nạp được cái gì hết ngoài cái nước cháo gạo lứt ra. Kính thưa liệt quý vị, chứ con uống như vậy, kiên trì uống sâm và uống nước đậu đỏ, như ý nước gạo lứt rồi đậu đỏ rồi hạt sen, kiên trì 4 tháng trời như vậy. Bắt đầu con mới ngồi dậy từ từ nổi. Mà đi cũng không nổi đâu, phải hai người kè hai bên mới đi nổi. Qua thời gian đó con từ từ con khỏe lại, khỏe dần 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 lên. Thì đến năm con mới đi qua bên thầy, thấy mình khỏe rồi, cái phương pháp này có lợi ích quá, con mới qua làm công quả cho thầy cũng được 1-2 năm. Lúc đó thì cũng có cái phước duyên là gần gũi được thầy, rồi hướng dẫn quý Phật tử đông. Lúc đó người ta đến đây đông lắm. Mỗi ngày con đến đây để làm công quả cho thầy, con xin thầy từ bi cho con làm công quả để báo ân thầy. Tại thì con thấy những người bị ung thư con rất là thương, những người đó cùng đồng bệnh với con, thành ra con nhìn con thương họ lắm. Thậm chí mà con đi vô tới bệnh viện ung bú đó, những người mà quen với con á, con vô đó con động viên họ để họ áp dụng phương pháp này. Rồi một thời gian sau, con tới năm 2009. 2009 con có một cái phước duyên cũng là đi đến chùa Từ Quang làm công quả, giữ cái tra đàn thai nhi ở dưới đó. Làm công quả là 3 tháng ở dưới chùa, có lẽ là vì kiệt sức cho nên con đi về Đà Lạt để dưỡng bệnh trên đó. Về Đà Lạt thì ở nhà một người bạn đồng tu là cô Một á, ở thành phố Đà Lạt.
thì cổ là một người rất là tốt. Đêm đó con ở lại nhà cổ để lên đó là tính là một hai ngày, lên chơi một hai ngày rồi về thôi. Nhưng mà không ngờ con lên tới đó thì tối lại thì coi như là con mệt quá rồi, thiếp đi luôn, chết luôn. Từ 6-7 giờ chiều mà chết tới 5-6 giờ sáng mới tỉnh lại. Lúc đó là cổ cũng biết về đông y, cho nên cổ mới cũng không có sợ. Cổ nghĩ là nếu mà người khác mãi trong nhà cổ thì cổ rất là sợ. Tại vì con là một Phật tử mà lại là một cái bệnh nan y hiểm nghèo, rồi nếu mà con có chết trong gia đình cổ á, thì gia đình con cũng không có làm khó dễ gì cổ đâu. Thành ra cổ ở lại, cổ để cho con ở lại đó. Cũng may cái lúc đó gia đình con nghe con, cổ mới điện thoại về, gia đình con mới nói là kêu lên trên Đà Lạt đi để đem con về. Lúc đó con nghĩ là con đã ra đi rồi. Không ngờ là ngày hôm nay còn đứng ở đây để nói chuyện với chư liệt vị đâu. Thì cũng may là cũng có cái phước duyên của mình, cho nên con nó mới nhắn tin khẩn cấp qua với thầy Tuệ Hải là mẹ con đã trở bệnh và đang mệt lắm thầy ơi, không có thể nói chuyện được nữa. Thì lúc đó thầy đang nhập thất ở trên Đà Lạt, không cái vùng nào ở trên Đà Lạt là Bảo Lộc gì đó. Thầy mới thấy cái nhắn tin của con qua đó, thầy mới gọi điện thoại sang. Thì lúc đó con cũng thật tình là lúc đó là mệt lắm rồi, nhưng mà cũng ráng cố gắng để nói chuyện với thầy. Khi nói chuyện với thầy được chút thì con khỏe lại, ngồi bật lên nói chuyện với thầy. Nó bệnh tình con như vậy đó. Thầy mới nói là thôi nếu mà như vậy thì cô cũng may cho cô á, là cô ở trên Đà Lạt. Lúc đó là có bộ công anh tươi á, ở Đà Lạt mới có bộ công anh tươi, còn ở Sài Gòn mình thì không có đâu, chỉ có bộ công anh khô thôi. Thầy mới nói là bây giờ mỗi một ngày như vậy đó, cô đi hái bộ công anh tươi từ 1 kg cho đến 1,5 kg, cô về cô rửa cho sạch từ thân rễ lá, đều uống hết sắc ra rồi xay nước giống như xay sinh tố vậy, nhưng mà đừng có để nước vô, lấy cái nước, lấy vắt cái nước uống, bỏ vô một tí muối uống. Còn cái xác lúc đó con còn ra máu lại, cái vết thương con ra máu lại sau 3 năm mổ thì nó ra máu lại. Thầy mới kêu là lấy cái xác bột con anh tươi đó xào với giấm, giấm nuôi ở trong nhà, xào lên rồi đắp vô cái chỗ mà mình bị mổ đó thì nó sẽ rút. Và đúng như vậy, con làm đúng y như là thầy dạy. Con đắp vô nó rút mà mình thấy rõ luôn á, là nó dừng lại, nó không ra máu nữa. Và con uống đúng 100 ngày, thầy biểu con phải ở trên Đà Lạt đúng 100 ngày uống bột con anh tươi. Thì con cũng vẫn dùng phương pháp dưỡng sinh là ăn gạo lứt. Lúc đó con có đồ, có ăn thêm là bột sắn dây rồi hạt sen, đậu đỏ trộn chung vô để mà dùng. Kính thưa quý vị, nó là như vậy. Rồi mỗi ngày đều chết đi sống lại, là 10 lần chết đi sống lại trên Đà Lạt. Ngày nào cũng vậy hết, như nó không còn sức nữa. Từ từ con khỏe lại, khỏe lại rồi mới đi về Sài Gòn. Tới 2012 bắt đầu con mệt quá sức, không có còn sức nữa. Mà lúc đó con đi kiểm tra lại thử xem nó như thế nào. Thì con đi 7 ông bác sĩ, 3 ông Tây y và 4 ông bác sĩ Đông y. Quý vị bác sĩ đó bắt mạch con, nói con thôi mạch con là mạch tử rồi, cô đi về đi cô ơi. Hồi đó giờ cô sống làm sao, cô áp dụng sao mà cô sống thôi, cô cứ về làm vậy đi. Chứ tụi tôi không dám đụng vô cái thân của cô đâu. Nó nói ủa sao kỳ vậy bác sĩ. Bác sĩ nói cái mạch cô là mạch tử rồi, tôi không biết làm sao mà cô cái mạch tử này á, đúng theo mà những bệnh nhân thường gặp của các bác sĩ á. Bác sĩ nói rằng á, cái mạch như thế này là chỉ nằm để chờ chết thôi, mà tôi không biết làm sao mà cô đi tới đi lui được. Thôi cô đừng có đi tới đi lui nha, cô đi tới đi lui ở ngoài đường á, nhiều khi cô xỉu ở ngoài đường cô chết, gia đình cô không hay được. Lại gọi điện cho thầy nữa, một lần nữa thầy lại cứu con. Cái thầy kêu con mới uống 10 thang thuốc thập hoàng đại bổ của thầy, lúc đó là 600 ngàn một thang. Thưa quý vị, là lúc đó con uống 10 thang. 10 thang nó không xi nhê gì hết, nó vẫn nằm, không ngồi dậy nổi luôn, không thở ra hơi luôn. Cái người nhà con mới nói đúng ra là cũng có bạn bè hỗ trợ. Lúc đó nó thật với quý vị là tiền bạc con cũng keo kiệt hết rồi. Thời gian bệnh tình kéo dài lâu quá, chi phí cũng gia đình cũng hết tiền. Rồi bạn đạo, rồi súng, rồi bạn bè, thân tín súng lại mới cho. Mua thêm 10 thang nữa uống. Lúc đó là cũng tội nghiệp con Ngọc Châu lắm. Cô bán mà vừa bán vừa cho,
bán cho người ta 600 ngàn thang, chứ bán cho Thanh La chỉ có 450 thôi, mà bán 10 thang lấy tiền có 7 thang à, 3 thang cho luôn. Cũng là nhờ quý vị đó, cho nên con uống thêm 10 thang nữa. 10 thang nữa cũng không xi nhê gì hết, mua thêm 10 thang nữa để uống. Thì con uống tới thang tới 27 con ngồi dậy nổi, nó tỉnh bơ giống như người không bệnh. 27 thang thuốc thập hoàng đại bổ, thầy bộ đại bổ của thầy, con khỏe lại, kéo dài cho đến ngày hôm nay. Còn 3 thang nữa, còn lại 3 thang bỏ uổng, mà mình thấy mình đủ rồi, thôi mình chia sẻ cho những người khác. Con đem 3 thang đó con đi biếu lại cho những người bệnh mà người ta cũng có cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thật ra con đem con biếu lại cho người ta thì người ta dùng cũng có kết quả rất là tốt. Tổng cộng chết đi sống lại rất là nhiều lần thưa quý vị, giống như thầy nói là trên 18, 19, 20 lần gì đó. Tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời của con từ năm 2006 đến hôm nay là về bệnh tật và về cái cách áp dụng theo cái phương pháp này, thì con chia sẻ hết tất cả những gì đó là thật tâm, thật tình, không một lời nói dối và không một lời nào sai trái hết. Xin các vị hãy đầy đủ niềm tin. Đó là tất cả những cái gì con chia sẻ cho quý vị. Thì qua cái thời gian đó, thân thể khỏe mạnh rồi, nó chuyển biến cái tâm linh của con rất là nhiều. Lúc đó con bắt đầu chuyên tâm tu học, quyết tâm quyết chí tu học, không còn nghĩ ngợi gì hết. Đời sống rất là đơn giản, rất là tri túc, và chuyển biến gia đình, tâm linh của con, gia đình con rất là nhiều. Từ đó gia đình con là ăn theo dưỡng sinh luôn. Cả gia đình con là chồng, con là dâu, con gì cũng ăn theo dưỡng sinh hết. Đó, thành ra nó có chuyển biến rất là tốt, thưa quý vị. Và đến đây là hết, con xin kết thúc cái phần chia sẻ của con. Kính mong quý vị đầy đủ niềm tin và thực hiện đúng. Và con kính đảnh lễ thầy, đảnh lễ mười phương chư Phật và chư hiền thánh tăng, xin đảnh lễ và tri ân tiên sinh Nô Sa Hoa. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。